Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với người có hộ chiếu Hungary, theo chương trình miễn thị thực của nước này. Theo đó, chính quyền Mỹ tuyên bố, Hungary đã không giải quyết các lỗ hổng bảo mật mà Washington nhiều lần nêu ra. Mối quan hệ giữa Mỹ-Hungary trong thời gian gần đây đã trở nên nặng nề với việc Budapest chỉ hoãn bỏ phiếu tại Quốc hội về việc Thụy Điển gia nhập NATO và việc chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán hạn chế quyền của cộng đồng LGBT. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Budapest cho biết thời hạn thị thực hiệu lực được cung cấp cho người Hungary theo hệ thống cấp phép du lịch điện tử ESTA sẽ ngay lập tức giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm và chỉ được cấp visa đi lại một lần. Đại sứ quán Mỹ cho biết Hungary đã cấp quyền công dân cho khoảng 1 triệu người từ năm 2011 đến năm 2020, chủ yếu là người dân tộc Hungary sống ở các quốc gia láng giềng mà không có biện pháp an ninh thích hợp để xác minh danh tính của họ. Các khoản trợ cấp quyền công dân là một động thái chính trị của Thủ tướng Hungary Orbán đã giúp ông có được phiếu bầu trong các cuộc bầu cử tiếp theo. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết những thay đổi về mặt chính sách này không áp dụng cho bất kỳ người nào thuộc diện 39 đối tượng trong chương trình miễn thị thực và chỉ áp dụng đối với Hungary. Có một vấn đề mang tính hệ thống, đó là hàng trăm nghìn hộ chiếu đã được cấp từ năm 2011 đến năm 2020 mà không có yêu cầu xác minh danh tính, quan chức này cho biết. Theo quan chức Mỹ, các lỗ hổng an ninh ở Hungary đã được xác định từ trước khi Nga tấn công quân sự Ukraine. Các hạn chế được đưa ra một ngày sau khi đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Orbán tẩy chay phiên họp quốc hội do các đảng đối lập yêu cầu, trong đó kêu gọi bỏ phiếu về việc Thụy Điển gia nhập NATO. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã không được tổ chức. Năm 2022, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhưng sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã khiến việc xin gia nhập này bị trì hoãn. Vào năm 2014, Mỹ đã cấm 6 người Hungary nhập cảnh vào Hoa Kỳ như một lời cảnh báo đối với chính phủ của Thủ tướng Orbán về việc đảo ngược các chính sách có nguy cơ làm suy yếu những giá trị dân chủ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.